Tiểu thừa y hữu dư y niết bàn Chi lý nhi quán Bất sanh bất diệt Xu ư thiên không Hàng tiểu thừa chưa thể thấu triệt Và bất sanh bất diệt Đại thừa tắc tùng không nhập giả Ư hữu di chi sự tướng thượng Hiện bất sanh bất diệt Chi lý đương tướng tức đạo Tức sự chi nhân Cố năng chung nhật độ sanh Chung nhật vô độ Nhật kịp giảng duyên Nhất tâm không tịp Nãi năng ư bộ thị nhẫn nhục Đẳng lục độ tất giai cứu cánh Nhi nhưng an trú ư Bất sanh bất diệt Chư ta muội trung bất thất định ý Đây chính là chỗ khác nhau Giữa đại thừa và tiểu thừa Tiểu thừa nhập ư bất sanh bất diệt Họ không làm gì cả Đại thừa không như vậy Đại thừa biết sanh diệt Và không sanh diệt là một không phải hai là một vấn đề sự tướng có thể tùy sanh diệt nhưng tâm không sanh không diệt đây mới thật sự gọi là không sanh không diệt từ mấy câu này mà nói đương tượng tức đạo tức sự nhi chân chung nhật độ sanh chung nhật vô độ Nhật thiệt dạng duyên Nhất tâm không tiệp Chúng ta đọc đến đây Chúng ta hỏi lúc Đức Thế Tôn còn tài thị Ngài giảng kinh thuyết Pháp suốt 49 năm Có khởi tâm động niệm chăng? Không có Nếu khởi tâm động niệm Khi gặp vấn đề Ngài không thể giải đáp vì sao vậy? Vì Ngài khởi tâm động niệm Dùng gì để khởi tâm động niệm? Dùng tri thức Không khởi tâm không động niệm thì sao? Là dùng trí tuệ Trí tuệ có thể giải quyết mọi vấn đề Không dùng tư duy Có thể tin được chăng? Tin được Vì sao vậy? Vì có chứng cực quý vị xem lục tổ đàn kim ngày huệ năng thời nhà đường ngày không biết chữ không được học hành đốn củi mưu sinh là một tiều phu tiều phu hiện nay một số người không biết tiều phu là gì Hiện nay trên thế gian không có nghề này Trong thời kỳ chiến tranh Đại hậu phương của Trung Quốc Dẫn sống cuộc sống của xã hội ngày xưa Trong thành phố không có điện đèn Không có nước máy Cũng không có ga Cuộc sống của người trong thành phố Phải mua củi, mua nước Nên có ngày này Ra ngoài thành gánh nước vào thành bán Một gánh nước mấy đồng tiền Đốn củi, lên núi đốn củi về bán Nhà nào cũng nấu lò Chúng ta sống cuộc sống như vậy Bởi thế chúng tôi rất rõ ràng Ngày này rất gian khổ Đều là khổ lực Sáng sớm lên núi đốn củi Đem đến thành phố bán Tiền bán củi mua một ít rau Mua một ít gạo về nhà để sống Một ngày không làm Là một ngày không có cơm ăn Rất khổ Khổ mua nước cũng là như vậy Trước đây nước rất sạch Nước hồ gần thành đều có thể uống Đến bên hồ gánh nước Hiện nay có gà Có điện Ngày này không còn Ngài Huệ Năng làm nghề này Đến 24 tuổi Gặp được Phật Pháp Ngài bán củi Bán xong củi lấy tiền Rời khách điểm Hiện nay chính là khách sạn Trong khách điểm Có người đọc kinh Kim Càng Ngài nghe xong Cảm thấy có đạo lý Nên dừng lại bên cửa Đợi họ đọc xong Sau khi đọc xong Ngài liền đi vào hỏi Ông mới đọc gì vậy? Ngài nghe xong thấy rất có ý nghĩa Liền đem cảm nhận của mình nói cho ông ta nghe Người này vô cùng kinh ngạc Anh đốn củi không biết chữ Sao lại có trí tuệ như vậy Anh có thể nghe hiểu Quá là tuyệt vời Người này quá là hiểm có Nghe xong lập tức thành tựu cho anh ta Nên để giới thiệu Ngài Huệ Năng Đến tham học với ngũ tổ Hoàng Nhẫn Nhưng vì Huệ Năng còn phải nuôi mẹ già Nên ông ta tặng cho Huệ Năng 10 lượng Do thời đó mười lượng rất lớn Đây là phí để lo cho mẹ Lại tìm vài người Phật tử để chăm sóc mẹ Huệ năng Chúng ta nghĩ mẹ ngài cũng không lớn lắm Huệ năng 24 tuổi Mẹ ngài nhiều nhất khoảng hơn 50 tuổi Nhưng lúc đó người nông thôn 50 tuổi xem ra rất già Mẹ già có người chăm sóc Ngài liền an tâm đi tham học Ở trên hoàng mài 8 tháng 8 tháng đó Ngài làm gì? Trong chùa có giảng đường Nhưng Ngài chưa từng đến Chùa có thiền đường Ngài cũng chưa từng ngồi được cây hương nào Công việc ngũ tổ phân cho Ngài Vẫn là nghề cũ Là đến nhà bếp trẻ củi giả gạo Làm khổ công suốt 8 tháng như vậy Vậy mà ngũ tổ truyền y bác vị trí tổ sư cho ngài có là không tưởng tượng được ngũ tổ cũng thử thách ngài lần thử thách đó là nửa đêm canh ba là tránh không để người khác thấy vì sao vậy vì sợ người khác hoài nghi đố kỵ Ngũ tổ có một người đệ tử thông minh là thần tổ Theo học với ngũ tổ mười mấy hai mươi năm Mọi người đều cho rằng Nhất định ngũ tổ truyền y bác cho thần tổ Sao lại truyền cho người khác Người này lại không biết chữ từ phương Nam đến Rất quê mùa Mọi người đều xem thường Ngài có định công biểu hiện bên ngoài rất khiêm tốn lúc nào cũng lễ nhường nửa đêm canh ba ngủ tụ gọi ngài lên gặp giảng cho ngài nghe đại ý kim kim cang chắc chắn không có sách vì ngài không biết chữ có sách cũng vô dụng ngài chỉ nghe giảng đến câu ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm khoảng một phần ba ngài liền đại triệt đại ngộ và đưa ra báo cáo với ngũ tổ ngài nói ra năm câu đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh nói như hiện nay nào ngờ tức là không ai ngờ rằng tự tánh vốn là thanh tịnh xưa nay chưa từng bị nhiễm ô hiện nay cũng không nhiễm ô Bản tánh này đã kiện tánh à, đâu, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt Không có sanh diệt Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Đầy đủ trí tuệ Đức tượng Đức năng tướng hảo đều đầy đủ Không thiếu thứ gì Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động Ngày nay chúng ta dao động là giọng niệm Giọng tâm động Chân tâm bất động Câu sau cùng Đâu ngờ tự tánh năng sanh vàng pháp Biến pháp giới hư không giới Đều do tự tánh biến hiện ra Ngũ tổ nghe đến câu này Nói được rồi Không cần nói nữa liền truyền y bác cho ngài Và dạy ngài lập tức ra đi Ngài đi trốn nạn Đến ngày thứ hai Thì mọi người biết Tất cả mọi người trong chùa Đều chia nhau đi tìm Muốn đoạt lại y bác Anh ta có tư cách gì Mà làm tổ đời thứ sáu người giỏi hơn anh ta trong thiên hạ thiếu gì họ không phục không phải ngày thứ hai sau hai ba ngày vì ngũ tổ không ra ngoài mọi người tưởng rằng ngài không khỏe để huệ năng đi xa một chút khiến mọi người không tìm được trong lúc lánh nạn gặp được một vị tỳ kheo ni đọc kinh niết bàn Kinh này phân lượng rất lớn Có hai bản dịch Mô bản dịch có 40 quyển Bản dịch khá có 36 quyển Phân lượng rất lớn Vì tỳ kheo này đọc kinh Ngài ở bên cạnh nghe Đợi cô ta đọc xong Ngài liền đem ý của đoạn kinh đó Giảng cho cô ta nghe Tỳ kheo này vô cùng kinh ngạc ông học từ đâu vậy à, liền đưa kinh đến thịnh giáo ngài ngài nói tôi không biết chữ ông không biết chữ sao lại có thể nói được như thiệt ngài nói vấn đề này không liên quan đến biết chữ hay không đây là gì yến tánh là thông đạt tất cả tự nhiên thông đạt quý vị biết chữ vừa xem liền thấu hiểu vừa nghe đã hiểu vừa tiếp xúc liền hiểu tất cả pháp thể xuất thế gian không có gì không thân bởi thì mục tiêu sau cùng của Phật Pháp Đại Thừa là kiến tánh Kiến tánh là thông tất cả Nếu không kiến tánh, những gì quý vị đạt được là tri thức Tri thức là có giới hạn Quý vị biết được rất ít Không thể biết hết tất cả Vì sao vậy? Vì tất cả Pháp đều từ trong tự tánh biến hiện ra Quý vị tìm ra nguồn gốc Không phải đã tìm được tất cả rồi ư? Ừ. Dẫn như một trái cầu Quý vị đạt được điểm trung tâm Mọi điểm đều hướng đến điểm trung tâm Đạt được điểm trung tâm Thì tất cả đều được giải quyết Nên Đức Phật nói Tất cả trí tuệ Không phải học được từ bên ngoài Mà chúng ta vốn có Đức hạnh năng lực toàn là vốn có không liên quan gì đến bên ngoài Đây là thứ thật không phải giả dạ. Có hiểu khoa học kỹ thuật chăng hiểu Không có gì không hiểu Vì sao không phát triển khoa học kỹ thuật Nếu phát triển khoa học kỹ thuật sớm Thì địa cầu sớm quỷ gì Điều này bây giờ chúng ta mới hiểu đây là nếm mật đầu mũi dao chúng ta nếm được vị ngọt rất ít nhưng giá phải trả thì quá đắt nên những người đó sẽ không làm những việc này khi thiên tai dán xuống họ thật sự có cách giúp chúng ta giải quyết họ hoàn toàn dùng ý niệm để giải quyết vấn đề cũng may trong thời đại này các nhà khoa học đã phát hiện cũng có không ít người đều đồng ý với cách nói này hóa giải vấn đề xã hội cần có luân lý đạo đức cần đến giáo dục nhân quả